các bác xem. Các bác xem và các bác đánh giá hộ em xem là cái người em quay đôi này rồi. Bác ấy bình luận bác chê đôi loan này, không biết hôm nay hay là hôm nọ em quay được tối các bác nhìn. Hôm nay em cố tình các bác nhìn này. Em cố tình ấy, em quay hai con loan này ra sáng để cho bác cái mắt thì bác ấy bác nhìn cho nó rõ, nó tinh. Thứ nhất là em sẽ quay về phân tần của một chiếc thứ nhất này. Chiếc thứ nhất này. Mà nói luôn về loa đã. Con này được thiết kế với bột bát 40 này. Đây, từ Aniko đây ạ. Loa trên 50 năm tuổi. 50 năm tuổi đời rồi. Mà nó còn như này, Aniko. Con từ này khá là lớn nhé. Đây, Aniko bát 40 ạ. Bát 40. Cái căng đằng trước còn đẹp lắm. Chút em sẽ quay tiếp hết. Pioneer CS99. Được chưa? Các bác thấy thế này xem nào. Nó đẹp hay là nó xấu? Đây là con tép kèn này. Từ Aniko nữa. Kèn này. Đây là con tép siêu tép này. Từ Aniko. Các bác chú ý hộ em là trong này có hai con siêu tép và hai siêu tép của hai con loa nhé. Hai con siêu tép này cái chất âm của nó ra rất là mềm và nhẹ nhàng sáng. Nên là bên em sẽ để nguyên, không làm gân. Gân này thì thay lúc nào cũng được, nhưng theo em thì các bác đừng thay gân, cứ để nguyên. Gân nó hơi mục như này thôi, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì cả đến chất âm đâu các bác ơi. Vì con này độ rung nó không có, rung không có, nên cứ để thế đi. Đây, cả hai con này em muốn là để in cái độ zin của nó. Cả con này. Đấy, về mặt trước của nó đây ạ. Đấy, về mặt trước của nó đây. Đấy, mặt trước. Đẹp lắm. Quá đẹp luôn. Nhìn chưa? Mặt trước quá đẹp luôn đấy. Mắt 40. Đây là em đang quay dở dang đến con này. Đây là quay củ loa hết rồi đúng không ạ? Bác bảo loa này mà còn chê nữa thì bó tay. Thì bác ấy chỉ đi mua loa mới thôi. Hôm đấy em quay lên bác ấy nói, em nhớ bác này là người Hải Phòng đấy bác. Bác ấy chê em bảo thế thì thôi, bác đi mua loa mới hộ bên em đi. Và bác cũng đừng nên hỏi các hãng loa nào khác bán loa bãi. Vì là nếu đòi yêu cầu như của bác thì bác chỉ có đi mua loa mới thôi. Chỉ đi mua loa mới, đừng có hỏi một hãng bán loa bãi nào khác. Bởi vì là chỉ làm phiền người ta thôi. Đã loa bãi là người ta đợi 4 năm, nó mấy chục năm tuổi. Nó được như thế này là bác còn đôi này mà bác còn chê thì em khẳng định là chắc là không mua được một đôi loa bãi nào. Với đây, đôi này 50 năm tuổi như thế này là còn chê được. Được chưa? Sang đây phân tần này. Em cố tình em quay thật chậm để cho các bác nhìn nhé. Đôi này có mức giá là 13.900.000. Bác ấy hỏi em quay tiếp cho bác chi tiết. Đấy, em quay chi tiết thật chậm cho các bác nhìn. Chưa? Như thế này chưa? Có nhìn bộ này. Nói thật là cái phân tần này của nó, nói tóm lại là nó quá khủng luôn. Đến bao nhiêu cuộn tròn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuộn tròn. Chưa tính mà. Mà nhìn nó cuộn tròn hơi bé đâu. Đôi loa mấy chục năm tuổi. Đôi này mà bác chê thì em mới bảo bác là bác thôi bác đừng đi mua, bác đi luôn mua loa mới hộ em đi. Bác đừng đến một cửa hàng nào hàng bãi bác mua. Bác nhìn này, Việt Nam mình không có kim này đâu. Như thế này thì bác phải biết rồi gì nữa không? Chưa. Bác đừng đến một cửa hàng lo bãi nào, nó chỉ làm phiền anh em bán audio thôi. Chứ còn đôi này bác còn chê nữa thì chịu. Bó tay. Mà 13.900.000 đấy. Còn chê. Đây sang đến chiếc thứ hai. Em quay tiếp tục luôn. Các bác nhìn này. Và như thế này bác còn cá chê thì em vái bác. Vái sống bác luôn. Chưa? Hay là bác ở Hải Phòng nên là bác có nhiều loa đẹp. Chưa? Có nhìn chưa? Đây. Cho bác nhìn luôn. Loa mấy chục năm tuổi. 50 năm tuổi trở lên như thế này.
vô nhìn đây nữa, quay sang phân tần của em này. Đô la Pioneer CS99 có mức giá là 13.900.000. Quay hẳn hai con cho các bác nhìn luôn được chưa? Cái cần còn đẹp lắm ạ, đây. Cái cần của em nó đây ạ. Quá đẹp luôn. Để cho các bác nhìn luôn. Quá đẹp luôn. Đây, Pioneer ở giữa. Đây cái cần em tháo đây. Còn nó bông tiêu âm thì nhiều lắm. Đây cái cần nữa ạ. Đấy. À, mức giá là 13.900.000 ạ các bác nhé. Đây 13.900.000. Bác nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại là 0911 169961. Em cảm ơn.